Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết thực tế Bristol Mini 125/2001 tại đại lý Việt Nam, đối thủ Honda FX. Cái mẫu xe con tay cỡ nhỏ Bristol lắp trên mình động cơ dung tích 125cc, nhập khẩu từ Malaysia về, lần đầu tiên phân phối ở Việt Nam. Bristol Mini 125/2001 cập bến thị trường Việt Nam hồi từ tháng 7 năm 2021, nhưng do vướng cái dịch bệnh Covid-19 nên chưa thể được ra mắt. Cái mẫu xe con tay cỡ nhỏ này đang làm thủ tục thông quan để bán ra thị trường Việt Nam. Hãng Bristol là một hiệu xe máy của Anh Quốc, hiện đang sở hữu một cái tập đoàn là KSA của Áo. Trên thị trường quốc tế thì cái mẫu xe con tay cỡ nhỏ của Bristol mang cái tên là Crossfire 125. Còn khi ở Việt Nam, em ấy có cái tên là Mini 125/2021. Cái dòng là Bristol Mini 125/2021, số chứng minh kích thước dài 1690mm, rộng 780mm và cao là 990m. Trong các giải sản phẩm của hãng Bristol Việt Nam, các dòng mô tô trên 500 mét khối nhập từ Trung Quốc về, trong khi những dòng động cơ nhỏ hơn được nhập khẩu từ Malaysia về. Cái phần ghi đông đặt cao cho một tư thế lái cực kỳ thoải mái. Cái cổng sạc trên lái còn khá là hơi bất tiện khi chúng ta lưu thông vì không có hốc đựng đồ cho điện thoại hay các thiết bị khác, người dùng chủ yếu ở dụng khi xây dựng. Chiếc xe được trang bị cho mình đồng hồ SD cỡ nhỏ kèm với cái kim chỉ vòng tua máy. Tốc tối đa của chiếc xe theo nhãn sức công bố là khoảng 95 km/h. Chiếc xe được trang bị cho mình đèn pha cái dạng chùm 2 bóng đèn LED kèm với cái đèn định vị này. Em ấy còn trang bị cho mình cái phục hành trình ngược, phanh đĩa đơn cho bánh trước, đi cùng với cái đường kính là 220m, cái lớp với kích thước là 120x12. Cái kiểu dáng của Bristol Mini 125 rất giống như cái chiếc Honda X được bán chính hãng. Cái con xe là một cái mẫu là nước cơ bay thu nhỏ, tạo hình cũng rất là tinh nghịch, nhỏ nhắn. Chiếc xe có một cái chiều cao yên là 760m, tiết diện là không lớn nhưng đủ cho 2 người ngồi. Bình xăng dung tích 1 lít. Cái nắp bình xăng cần cái chìa khóa để mở. Cái độ hoàn thiện về cái bề mặt cũng hơi khá tốt. Cái chiếc Mini 125/2001 của hãng Bristol có cái phần ống xả quắt chọc đuôi xe, gợi cho chúng ta liên tưởng đến các dòng xe của Rambler. Cái xe hướng đến giới trẻ đi phố nhưng phong cách thể thao của những cái mẫu xe đi hình. Cái phần bánh sau ở dụng cho mình phanh đĩa đơn với đường kính là 190, với kích thước hơi lớn một chút so với bánh trước là 130x12. Nói đôi chút về động cơ của Bristol Mini 125/2001, cái có động cơ xăng đơn làm mát bằng không khí, tạo ra cái công suất là 11 mã lực, đi cùng một máy xăng cực đại 9.6 Nm, hộp số còn tại 5 cấp. Về mức giá bán của chiếc Bristol Mini 125/2001 chưa được tiết lộ thời điểm hiện tại. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp chính là cái chiếc Honda FX 125/2021 có mức giá bán chính hãng là 50 triệu đồng. Và phiên bản Bentley TFT 125 cũng đang được bán chính hãng với mức giá là 45 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy để chi tiết nhớ like, subscribe.